Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Ca dao Việt Nam có câu: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Đạo hiếu của con người là đạo hiếu của vạn đời nhân thế. Nó đã trở thành đạo lý sáng ngời muôn thuở của nhân sinh. Những ngày còn thơ, không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy. Làm người ở trên đời, nhớ công người xin dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công đức sinh thành, người hỡi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người xin dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn.
chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước. Trong nguồn chảy ra. Cha con bơ vơ biết đi về đâu, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen, con khúc đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con. Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Ban tổ chức lễ tang, ban thanh niên và chính quyền các cấp địa phương và ban nhạc hiếu dành một chút thời gian thân bằng quê thuộc, dành một chút thời gian cùng với các quý thầy để làm lễ cầu siêu và nhập liệm cho chân linh của cụ Phạm Quang Ngân được về hầu tiên tổ dưới suối vàng, được anh mà ăn mày cửa Phật, cao tăng Phật quốc và cũng phù hộ độ trì cho toàn thể các con các cháu cùng tăng gia hiếu quyến, thân bằng quyến thuộc, chính quyền địa phương các cấp và nhân dân cùng với ban nhạc hiếu đều được khỏe mạnh bình an, gặp nhiều thuận duyên thuận lợi trong công tác trong cuộc sống. Nay đã đến giờ làm lễ, tôi xin được phép ít phút để các quý thầy dâng lời kinh tiến kệ, lời kinh câu kệ niệm Phật vãng sinh, cầu cho tất cả âm siêu dương thịnh, vạn sự được thuận duyên. Nam mô A Di Đà Phật. Từ bi quang đại diệu mang lượng mà cứu bạc minh đồ địa tạng vương, tính trường sao thời khai địa ngục thần châu chiếu sư triệt cung. Trần thế ô minh giới bát lực đề tế bát nhã bà đô ra
và thân bằng quyến thuộc của cố chân linh cụ ông Phạm Quang Ngân và đại diện cho lãnh đạo chính quyền địa phương và dòng tộc hai bên nội ngoại cùng các dân nhân dân giờ lai đáo đà thiền thính pháp nghe tinh tốc xá mê đồ về miền Lạc Quốc. Cầu nguyện cho toàn thể các con là con trai là Phạm Quang Hàn, Phạm Quang Tiếp, Phạm Quang Diệp và con gái là Phạm Thị Dược, Phạm Thị Tiệp và con dâu là Phạm Thị Khánh, Trần Thị Thu, Trần Thị Hướng và con rể là Phạm Xuân Yến có ba quả phụ thứ quả phụ là Ngô Thị Hồng cùng nội tôn là Phạm Quang Huy, Nguyễn Lê Bích Phượng, Phạm Khánh Huyền, Phạm Khánh Vân, Phạm Quang Tiến, Phạm Thị Thủy, Phạm Thị Phương Hải, Phạm Bảo Quỳnh ở ngoại tôn là Phạm Văn Hiệp, Phạm Thị Thanh Hải, Phạm Quang Anh, Phạm Thị Bùi Ngọc Quỳnh, Phạm Xuân Trường, Phạm Thị Diễm, Trần Ngọc Hà, chắc nội là Phạm Quang Bảo, Phạm Quang An, chắc ngoài là Phạm Quang Minh, Bùi Anh Thư, Bùi Quang Duy, Trần Ngọc Yến Nhi, Trần Ngọc Quang Minh. Thành tâm xin thiết lễ được cầu siêu cho cố chân linh cụ ông là Phạm Quang An. Nguyên mệnh sinh ơ mẫu thìn niên tạ thế tân sửu niên ngày 22 tháng 8 vào giờ Dậu hưởng thọ trên trần thế là 894 tuổi. Nguyện cầu chân linh cụ ông Phạm Quang Ngân lai đạo Phật tiền thích bắt nghe tinh tốc xá nê đồ về miền Lạc Quốc. Hàng xa thân thích gần xa dân làng cùng lãnh đạo chính quyền địa phương ban nhạc hiếu các quý vị thân bằng hiện diện có mặt nơi đây đều được khỏe mạnh bình an khang thái công thành danh toàn thương mại em không nguyện cầu âm siêu dương thịnh hai yên hà thính pháp giới chúng sinh tình giữ vô tình giai cộng thành phật na đạo cầu siêu nhập quan tâm đến thổ tháng hải có đế không phải ôi gió khổ nguyện trả phẩm nguyên hoa minh phụ mẫu hoa tai kiến phật ngõ vô sinh bất thoái bồ tát vi bạn thank you.
theo phong tục cổ truyền của người dân đi lương, đạo Phật ở nơi đây. Lễ nhập quan do nhà sư hay ông thầy điều chỉ. Ý tưởng là để tẩy trừ trùng tà ám khí, để cho thân xác được tiêu sinh tịnh độ, thần hồn được thoát hóa nơi tiên cảnh bồng ra. Và cũng mong cầu cho hồn thiêng luôn phù hộ độ trì cho con cháu, cho gia quyến được yên bình, hạnh phúc. Người cha rất đỗi kính yêu của chúng con ơi, giờ đây có biết nỗi xót thương tràn ngập bên người, cảnh biệt ly lòng dạ rối bời. Trời bỗng nổi phong ba bão táp, cụ đã yên vị trong cỗ quan tài trang trọng, chúc người yên giấc mộng say. Cho đến tuổi cao, cụ sống giản dị chân tình. Công tác xã hội, việc gia đình, cụ đều chăm lo hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Cụ luôn biết quan tâm đến mọi người, nên cụ cũng được nhiều người yêu, tin và kính trọng. Trong gia đình, cụ là người cha, người ông mẫu mực. Đối với con cháu xa gần, gái, trai, dâu, rể, bình đẳng, nên gia đình hòa thuận nề nếp. Đúng là cha mẹ cần mẫn thật thà, nên con cháu cũng nếp na chuyên cần. Tình thân xa cũng nên gần, đức nhân có phúc có phần về sau. Muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng tham ôn sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời, chỉ trách thay tạo hóa xoay vần tử thần nghiệt ngã. Cuộc đời cha bao phần vất vả, từ thỏa hàn vi và chất chiêu từng bát gạo của khoa. Cha đã cùng mẹ tần tảo sớm kia nuôi nấng chúng con khôn lớn nên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được thọ trường, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu may áo mặc. Những con cháu ở xa chưa kịp về sum họp, chưa hưởng lạc đoàn viên, thì cha đã vội theo hầu tiên tổ. Những nén hương thơm lần lượt được dâng lên cung kính, gửi khói hương bay cho hồn người chứng giám tấm lòng gia tộc cháu con. Như mới sớm qua thôi, chén trà nóng con pha, cha chưa kịp uống, bỗng lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Lời cha dạy chúng con xin ghi lòng tạc dạ, sống làm người trước hết
phải biết trồng cây đức, phải siêng chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời cha dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Thank you.
vừa rồi là lễ phát tang cho cụ Phạm Quang Ngân đã xong, giờ tất cả các con các cháu đều thành tâm vào để làm lễ sau khi phát tang để lễ cho cụ, sau đó rồi gia đình con cháu thành tâm để đón người đến kinh viếng quốc khách. Lễ phát tang đều lòng thành đỉnh lễ chân linh cụ Phạm Quang Ngân tam bái phát tam công đức đủ thắng hạnh vô biên tam công giai hồi hướng cổ nguyện tâm hoàng vô lượng quan vô sát nguyện tiêu tan chân trở về tinh quân tình đầu chống cổ phẩm liên hoa đi phổ bảo hoa khai kiến phật độ vô sinh bất nhân thân giao lửa đến bên đưa tâm tâm sư ở ít cao mối phật là đồng trong tam la quyến đồng tiền thành lễ tạ chân linh tam ma bái nhàn. Bây giờ phần quyến ngày hôm nay khoa lễ cho cầu siêu nhập quang và phát tang của chân linh cụ Phạm Quang Ngân đã xong, giờ này các cụ hành xin phép được về làm chùa mình. Nhà còn công việc tiếp tới đây kính nhờ ban tổ chức tang lễ quan tâm giúp đỡ và ban nhạc thiếu các quan nhà nước được quan tâm giúp đỡ gia đình. Vâng, giờ này mời cả con cháu và cô chúng ta mỗi người một nén tâm nhang vào trong nhà. Giờ này đoàn chúng con đã cùng bàn tay xa tăng phục vụ lễ tang cổ cụ,
từ khi thất nghiệp và cho đến khi kể từ buồn về nơi an nghỉ cuối cùng. Lời đầu tiên, cho phép con được thay lời cho đoàn. Xin thành tâm chia sẻ nỗi đau thương mất mát của gia đình. Đoàn chúng con cũng xin nhất tâm phục vụ, tận tình chu đáo để buổi lễ tang của mồ được thêm phần trang trọng. Và giờ đến đây để mở đầu cho chương trình phục vụ, sẵn tiếp nhận chúng con xin được trình trọng tấu đẹp nhạc phẩm Phật giáo Việt Nam sẽ được kính dâng lên phong linh hương hồn cũ và chúng con xin phép được cử hành. Mà ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời cha vì con xăm lăng, ân tình đậm sâu bao nhiêu, trả với cha già dấu yêu. Và giờ đây đưa hương hồn của ông kiệt quý với nhạc phẩm Tình Cha, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sơn. Giản kiếp nhạc thành tâm, chúng con xin được thay lời cho các con của bồ, xin được kính dân hương hồn cha, xin được tri ân cha trong ngày chia xa hôm nay. Thank you.
cho ngày mai xin trời trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời.
đầy. Chúng tôi ban tổ chức đi thăm xin được lưỡng lời cho gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ. Đây trịnh trọng kính mời đoàn chọn cho bàn trà ăn chậu uống nước chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình Tăng Quyến. Tăng Quyến xin được đảm cảm ơn. Kính thưa chân linh phong linh hồn cổ hoàng quang cân kính quý cổ ơi, giờ này đây trở về với thiên nam của hồ đã nếp viếng của gia đình bà tỉnh nên tôi trở vào phòng ta đặt nếp viếng sơn phương kính như nước ngồi hồ ban lễ tang xin trịnh trọng kính mời. Đại diện cho đoàn đến dâng hương kính viếng ngưỡng mộ cổ xin trịnh trọng kính mời. Thành đời cho đến Tăng Quyến xin cho thành cảm tạ. Tây trịnh trọng kính mời bác đại diện cho đoàn ra bàn uống nước chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình Tăng Quyến. Đây chỉ trọng kính mời các đại diện cho đoàn thắp hương xong sau đó trở ra bàn trà ăn chậu uống nước chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình Tăng Quyến. Tăng Quyến xin đa tạ cảm ơn. Kính thưa chân linh phong linh hồn cổ kính quý cho đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ. Đây chỉ trọng với vài bạn đại diện cho đoàn gia bạn ăn chậu uống nước chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình Tăng Quyến. Tăng Quyến xin đa tạ cảm ơn. Chúc bạn sắp đến trang tương thành tâm cầu chúc linh hồn cùng được bình an vân văn tổ chức đi thăng xin được đỡ đời cho đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ và ghi nhận tấm lòng hoàn lòng của công ty Thiên Ân đã dành tình cảm cho cụ và Tăng Quyến hôm nay. Bàn tổ chức đang xin được đời cho đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ. Đây chỉ trọng kính mời các gia bàn ăn chậu uống nước chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình Tăng Quyến. Chị em con cháu họ ngoài thôn Thanh Cách tới đây chào vào phòng ban đặt đế viếng dân hương kính viếng nước ngồi cổ. Ban lễ tang xin trịnh trọng kính mời. Chào thương chảy rút biển đi, ngỡ đông cổ hồi ra đi,
âm sư khách Việt thôi thì từ đây hương trọng xin thắp một tuần. Kính thưa quốc hoàng ông Phạm Quang Ngân, hôm nay ở ngoài chúng tôi rất đau buồn khi ông đã từ trần khỏi vĩnh hằng. Một thời gian đã trải qua nhiều thăng trầm biến đổi, nhưng với tình cảm gia đình quê hương không bao giờ mất được. Ông chết đi nhưng để lại những tình thương cho chị em con cháu anh em chúng tôi luôn luôn ghi nhớ. Một nén hương trầm cuối một hóa đơn thiên kính viếng ông về nơi khói thẳng bình yên. Xin trả lời cảm ơn ban lãnh đạo. Để kính biệt tổ chức đi xa, chỉ trọng kính biệt là tích tâm giải phút bằng điểm. Phút bằng điểm bắt đầu. Chúc
trước mắt tổ chức đi đăng sẽ được đỡ đời cho các con cùng các cháu và phụ xin chân thành cảm tạ. Tại đây chuyển trọng với việc đoàn trở ra bàn trà ăn chậu uống nước chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng với gia đình Tam Quyến xin đa tạ cảm ơn. Lớp yêu kính trọng nghĩa tử sinh,
để đi giây phút cuối cùng có đoạn có hồi tay về sân thôi. Hôm nay, công đoàn trưởng đoàn, công đoàn nào đặt vòng hoa trang sân hương kính
nhận đức hồn cô bác có thể xin trì trọng kính mời. Giờ đây kính phải đoàn chúng ta mỗi ngày một lén tâm nhang vào trong nhà phát hiện cổ lần cuối cùng cho đức cổ ra đi, và sau khi lễ viếng xong mời đoàn ra mặt đứng nước cùng chung tay ra công việc cho cổ các viên xin chân thành cảm ơn. Vĩnh Hằng hưởng thọ 90 năm tuổi,
thay mặt hội đồng họp phạm huyện Hưng Hà, các hội đồng gia tộc, các bậc trưởng ngành, trưởng chi, các bậc cao niên, bà con cô bác dòng tộc họ phạm huyện Hưng Hà, tôi xin gửi tới gia tộc và toàn thể gia quyến lời thăm hỏi ân cần và lời chia buồn sâu sắc của tình huyết tộc. Trong nỗi đau buồn và mất mát to lớn này, mong toàn thể gia đình nén lại đau thương, khắc phục mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống lao động và công tác. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh ông và cầu chúc ông sớm được siêu thoát khỏi tinh hẳn. Xin kính kẻ đông, tôi đề nghị các quý vị dành một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Thay mặt hội đồng họp phạm huyện Hưng Hà, chủ tịch bác sĩ Phạm Gia Nam, con cũng gặp cùng về khói thọ không còn nữa, nhưng trọng nghĩa về tình cảm trước sau. Bác tạc đến xin đọc cái lời tuyên trọng tứ lăng của cháu cụ. Xin ghi nhận tấm lòng toàn hậu của họ Phạm xã Tây Phương đã dành tình cảm cho cụ và tác quyến hôm nay. Xin chân thành cảm tạ. Gia đình kính mời các bác ra bản đúng lớp để tác quyến tập đoán tiếp. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, trong giờ phút đầu thương đi bàn này, ban tổ chức đã đến sẽ được thay lời đến tác quyến. Xin ghi nhận tấm lòng phản lòng của gia đình cụ Phạm Thị Mồi với tình cảm tình thông gian. Vì dịch bệnh Covid-19 không về được, cũng gửi chút đếp mòn về chức trọng án tiền thắp hương kỳ tuyến linh hồn cổ. Thay lời cho gia quyến, xin chân thành cảm ơn. Thứ năm của cháu cụ xin ghi nhận tấm lòng vận động của ban chấp hành hội đồng hương tỉnh Thái Bình tại thành phố Hồ Chí Minh vì điều kiện nơi xa về dịch bệnh Covid-19 không về được, cũng gửi phòng phát thanh điện thoại về chức năng án tiền thắp hương kính viếng linh hồn cụ. Thế là chưa gia quyến xin chân thành cảm ơn. Ra đi kính mời bạn kính tâm dành phút tưởng niệm hồ phút tưởng niệm bắt đầu. Được tin cụ Phạm Quang Ngân, hội viên hội lão ông thôn Hà Nguyên qua đời, chúng tôi trong ban liên lạc cùng một số lão ông vô cùng thương tiếc. Để sẽ đưa hương hồn cụ về nơi chôn vàng an giấc ngàn thu, hội lão ông có nén hương thơm, cây diễn sáng và chút những cái nhỏ. Chúng tôi xin chân thành chia buồn với gia đình cùng hòa hàng nội ngoại. Cụ về cõi thọ không còn nữa.
Kính thưa ban tổ chức và gia đình tang lễ, kính thưa hương hồn cụ Phạm Văn Lân, được tin cụ 250 về già, anh em chúng con là con em của Hà Nguyên đang sinh sống công tác tại thị trấn Hương Hà, trong đó có con gái và con trẻ của cụ. Chúng con có nén hương thơm, có vòng hoa thắm đến thắp hương kính viếng hương hồn cụ, chúc cụ suối vàng nơi tiên tổ an giấc ngàn thu. Kính kiến cụ xin được một phút mặc niệm. Phút mặc niệm bắt đầu. Con đúng là cũng phải khói thọ không còn nữa, nhưng chọn nghĩa vẹn tình cả trước sau. Kính thưa ban tang lễ, kính thưa gia đình tang chủ, hoàng ngoại vũ tộc thôn Tân Cách, xã Vinh Thai đã được biết cụ lâm bệnh nặng từ lâu, con cháu gia đình họ tộc nội ngoại tận tình chăm sóc thăm hỏi, cụ đã được các thầy thuốc tận tình cứu chữa trong tuổi quá cao 95 tuổi, xưa nay quá hiếm. Trái tim đã ngừng đập, trái tim vĩ đại đã ngừng đập. 18 giờ 36 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 trước ngày 22 tháng 8 Tân Sửu. Hoặc ngoại vũ tộc chúng tôi được tin cụ 250 về già, cụ hưởng thọ 95 tuổi. Chúng tôi thắp nén hương thơm, dâng vòng hoa thắm, kính cẩn nghiêng mình tiếc linh sàng cụ với câu đối đỏ họ ngoại vũ tộc thôn Thanh Cát kinh biến và có lời vĩnh biệt. Tha nơi toàn đâu bóng cụ đi hôm sớm, toàn đâu lời nói ân tình nghĩa làng nghĩa xóm, mà chỉ còn nhất ảnh cụ thương. Cụ mất đi đau thương, tổn thất này thật là lớn đối với con cháu họ ngoại họ hàng nội tộc. Cụ mất đi hóa thân vào lòng đất, cho cây xanh quả mọc đất trời nở hoa kết trái. Hương lúa có hương của đất, của tình người, của gửi lại, gửi gấm lại trần gian. Họ ngoại vũ tộc chúng tôi xin chia sẻ nỗi đau thương này cùng con cháu gia đình. Chúng vĩnh biệt cụ hút mặt niệm bắt đầu. Đại biểu Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thái Phương do đồng chí Trần Bá Cao làm trưởng đoàn, cùng đoàn nào đặt lễ viếng thắp hương kính viếng linh hồn cụ. Ban tang lễ xin trịnh trọng kính mời. Kính thưa ban tang lễ cùng toàn thể gia quyến, kính thưa toàn thể nhân dân, được tin cụ Phạm Văn Lân 250 về già theo tiên tổ, đoàn đại biểu đại diện các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, hội đồng chính sách xã Thái Phương, hội đồng nhân dân, ông Phan Thắng
đến cứu hiến vua nội bộ bài chia buồn sùng gia quyến kính cuối cùng về nơi với bạn an giấc lạc vô đến nghĩa vụ bút mặc liệt bắt đầu. Tôi làm cụ vẻ khói thọ không còn nữa, nhưng chọn nghĩa vẹn tình đã trước sau. Ba tăng đấy sẽ đọc cái lời cho các con các cháu của cổ. Xin ghi nhận tấm lòng và ngọc của đoàn đại biểu đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Thái Phương đã dành tình cảm cho cục ngân và các viên hôm nay. Sau đây kính mời các bác các đồng chí ra bản thống nước vào đến 7 giờ sáng ngày mai trở lại trong viên tiến đội bộ về đi yên nghỉ cuối cùng. Con cháu xin cúi đầu cảm ơn. Kính mời các bác thành tâm dành phút tưởng niệm, phút tưởng niệm bắt đầu. Vâng, ba tăng lễ xin được thay lời chuyên trưởng thứ năm và cho cụ xin ghi nhận tấm lòng phản ảo của các bác đã dành tình cảm cho cụ và đặc biệt hôm nay. Kính mời các bác thành tâm dành phút tưởng niệm cầu, phút tưởng niệm bắt đầu. Mời đoàn tính tâm dành phút tưởng niệm cầu, phút tưởng niệm bắt đầu. Mừng bạn đã đến sẽ đọc thay lời các học viên xin chân thành cảm tạ. Mời. Kính thưa hương hồn cô bà qua
tăng lễ, kính thưa ban tổ chức tăng lễ và gia đình tăng chủ, chúng tôi là đoàn đại biểu cho cán bộ và nhân dân khu thị trấn Tương La, xã Minh Khai, cùng các ban ngành đoàn thể trong khu dân cư là nơi con gái, con thể cùng các cháu chắt của cụ đang sinh sống, lao động và học tập. Được tin cụ 250 về với đất trời yên tổ, chúng tôi có thửa vòng hoa tươi về đây thắp nén hương thơm, kính cẩn ngả mũ nghiêng mình trước thi hài của cụ, chúc cụ về nơi ấy bồng lai yên cảnh, an giấc ngàn thu. Đồng thời cũng được chia sẻ nỗi mất mát đau thương này cùng tang quyến. Một phút mặc niệm hương hồn cụ xin được bắt đầu. Cụ phải quái thọ không còn nữa, nhưng trọng nghĩa về tình cảm trước sau. Ta đã đến trên đầu thay lời cho các con các cháu của bộ, xin ghi nhận tấm lòng hoàn học và cán bộ nhân dân các ban ngành đoàn thể khu thị tứ Tư La, xã Minh Khai đã dành tình cảm cho cụ và đặc biệt hôm nay. Những chuyện cụ cho lúc ra đi, mời đoàn thành công dành phút tập niệm cụ, phút tập niệm bắt đầu. Vâng, và đặc biệt xin được thay lời tuyên trưởng với năm con cháu cụ, xin ghi nhận tấm lòng hoàn học và công ty trách nhiệm hiệu hạn May Hương Hà đã dành tình cảm cho cụ và đặc biệt hôm nay. Cụ vẫn thường sinh hoạt cùng với các con, trên sông thấy rè cậu cháu chắc đầu quầy của cụ bữa sáng bữa trưa bữa tối, và cũng bữa cơm trong ngày hôm nay cậu được đức Phật từ bi hồi phụ về thế giới người hiền an nghỉ. Đọc thành chú hoàn giả này đây các con, trái sâu cái rẻ cổng cháu chắc đòi hoài bỏ hồ, có sửa soạn mâm cơm trên rượu phần trà, kinh thành kính mời các linh hồn phụ về ai đâm biến hưởng cơm cách cổ soạn. Vâng, xa lầy trên chồng kính mời ông con trong đoàn nhà tang Minh Tú đến từ thôn Hoài Mỹ, xa lầy đây đổi tên hội chống triều thành để thành người cha người ông người cổ của chúng tôi về dùng bữa cơm tối ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Con là mộ thế giới đại đồ đại bi, con đã có
xương con thẳng thì điểm mà tên từ có nắm thẳng mà xuân ơi. Thôi ở cái này là hiểu không? Mà xuân 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 Oh,